Đây là một vườn sen đất cho các bạn nhé. Một loại hoa mới nhập về ở Việt Nam cách đây khoảng 2 năm thôi. Rất là đẹp. Đây là một cây một vườn sen đất hồng. Như chúng ta nhìn thấy ở đây là chỉ còn toàn là hoa thôi. Và nụ chúng ta ít thấy cái lá. Và cái giai đoạn mình bắt đầu quay cái video này là cũng là gần Tết rồi. Thì đây là cái thời điểm rụng lá và bắt đầu ra mầm mới, cũng bắt đầu ra mùa xuân rồi. Đó, các bạn có thể thấy là cây đây ở đây là đường kính có thể lên tới khoảng 8 phân. Đây là hoa của nó này. Thì về sen đất thì đây là một loại giống hoa tuyệt đẹp. Thì có màu sắc trắng tinh khôi với những cánh hoa dày, bóng mịn màng, đường kính hoa to từ 10-15cm. Hương thơm nồng nàn quyến rũ và có tên gọi là sen đất. Đây các bạn để ý cái cánh của nó đây. Đây là cái thân của nó, thân nó cũng gần giống thân của cây mộc. Và người ta thường nghĩ là sen là loại trồng được dưới nước, thân thảo. Sen đất độc đáo là cây thân gỗ với dáng cao và lớn hơn. Với cây sen đất này nó có mang một ý nghĩa tâm linh và được trồng nhiều ở các khu vực chùa chiền hay đền thờ. Chúng ta vẫn hay nghe là câu ca dao như là hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen, em có được thì cho anh xin hay là em để làm duyên trong nhà. Đó chính cái cây sen này là cây sen trong bài thơ và bài ca dao đó các bạn nhé, chứ không phải là cành sen mà chúng ta thấy là những hoa sen ở dưới đầm đâu. Thì cây sen đất thì hay còn gọi là sen cạn hay là sen núi hay là gọi hạ là hạ liên sơn hoặc là mộc lan. Nó có xuất xứ từ Nam Mỹ và được nhân giống ở nhiều nước, trong đó có Trung Quốc rồi chuyển sang Việt Nam. Thì sen đất thì không giống với loại sen nước, không sống ở dưới bùn mà sống trên cạn. Nó là một loại cây bóng mát, cao lớn, có chiều cao từ 2-20 mét. Cây có nhiều nhánh. Đây các bạn để ý, đây là mầm của nó này. Bên ngoài là các cái lá bắc có nhiều lông này. Đây sau khi hoa nở xong thì nó một cái nhụy nụ xong, còn cái nụ bên trong thôi. Những cái đầu mầm thì cũng rất là nhiều lông để bảo vệ cái mầm của nó. Lá trên đất thì có hình trứng, thuôn dài, đầu hơi nhọn, lá bản to. Lá trên đất trên mặt có màu xanh bóng, mặt dưới có màu vàng xỉ sắt hoặc độc đáo hơn là đậm hơn ở mặt sau. Ở Việt Nam thì sen đất thì thường rụng lá vào mùa đông, nhưng một số nước khác thì sen đất thì không rụng lá. Hoa sen đất từ nở từ tháng 12 âm lịch tới tháng 2 âm lịch năm sau. Hoa bền từ 1 tới 2 tuần sau mới tàn. Không những thế thì cây sen đất chúng ta thấy là rất là sai hoa. Nhiều bạn để ý ở đây là một cây bắt đầu nở rất sai hoa mà không thấy một cái lá nào luôn. Đó. Hương thơm thì dịu mát. Hoa sen đất thì có đài trà nhụy trắng và cánh tím xếp thành 2 tầng. Thì có 3 màu chính của sen đất là màu hồng, màu trắng và màu vàng. Trong đó sen vàng là quý nhất. Sen đất cũng có quả màu hồng nhạt với kích thước khá lớn, trông giống quả thông. Ở đây mình nó chưa ra quả, mình cũng chưa quay được. Hương thơm của sen đất thì có độ lan tỏa rất cao và hương thơm rất nhẹ nhàng và có tác dụng giảm stress và thư giãn tinh thần. Về trưa nắng thì các bạn có thể ngửi những cây sen đất này, thì mùi hương của sen đất này thì các bạn có thể thoải mái hơn rất là nhiều. Đây những cái hoa rất là đẹp đó, một vườn sen đất rất đẹp luôn.